Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng mình đi căng một cái biển hộp đèn kích thước là 80 1m3 và có đấu một bóng tip led do khách yêu cầu thôi. Bóng đã hoàn thiện. Đấu bóng như này các bạn nhé, cuộc này nó sẽ cuốn vào cái thanh thép này, thanh sắt này nó sẽ không trôi. Một số người không buộc vào cái thanh thép này nó sẽ bị trôi. Trôi bóng đi là xô lệch, là nó sẽ chạm chậm dẫn đến chậm. Mình gặp rất nhiều trường hợp. Khóa 2, khóa con đấy là ngon rồi. Kéo xuống mấy ly đi. Khoảng 2-3 ly thì vẫn trên nó vẫn vàng. Ở đây không? Để sang kia kéo đỉnh. Sang góc đối diện này kéo đỉnh hai con. Đến đâu kéo đến đấy. Nhớ là nhỏ trong tí thôi nha, không ra mép đâu, ra mép nó dính đấy, không ra mép đấy đâu. Mép đấy tí nó nhăn em không kéo được, hiểu chưa? Mép trong thôi. Đấy, ghé xong đè nó xuống thôi, kéo lên thôi. Kéo vừa thôi. Bên này nó lại bị quá. Kéo vừa một chút. Vừa đủ nó căng ở chỗ này được. Thôi để anh giữ nhá. Xong nó dồn một bên. Chưa ăn. Bởi vì là nó mình không đè được đấy. Đúng là phải kéo sang bên này mới đúng. Để lên ra phải ở bên này này. Thôi được rồi. Xử lý thế được. Bây giờ kéo được mà, đây em đổ ở đây mà. À. Kéo đi. Lộn lên là lộn tung phèo, quên hết bài. Rồi, đoạn đấy là thôi kéo lên, đằng nào nó cũng căng. Kéo bên kia trước, khi này nó đè lên. Đấy, quen bên nào kéo bên đấy. Kéo đáy trước đi, căn đáy, lúc nãy căng đáy trước mà. Nay quen rồi em ấy đang định nhỏ kéo con voi đây. Đấy, sau khi chúng ta dán được cái đáy rồi này, giờ chúng ta tha hồ kéo chỗ này để cho nó phẳng. Chuẩn bị cơm tất. Vừa kéo mà tay kia vừa chỉnh cái tay bên phải của em kìm kéo rồi, tay bên này phải kéo lại. Tay bên này kéo cái ra cái góc đấy, đúng rồi, căn thì nó phẳng hơn. Đấy. Bây giờ úp xuống, vừa úp vừa nghiêng cái kìm xuống, vừa cái tay kia kéo miết xuống, đừng kéo căng vừa quá. Căng vừa thôi. Đấy, hai thao tác cùng một lúc. Cái tay kia kéo rồi vừa kéo dồn lại. Thì tay này phải căn đúng cái mép sắt này với cái đáy kia. Thì mình kéo cái là đẹp. Ờ. Không thì là sẽ bị to mất. Rồi, đây, sang buổi thứ hai thôi em mới đã dán quen rồi. Bây giờ tự tin dán bằng keo này. Ngon lành á. Góc kia. Giờ xử lý góc kia thôi. Góc đỉnh này. Đấy, góc này quan trọng nhất này. Căng hay không là góc này. Kéo làm sao hai phía. Đấy, vườn nhớ thế. Lấy cái điểm tì của góc này, cái kìm cái mũi kìm ở kia nó tì vào thì nó sẽ căng hơn. Và cái tay mình vuốt, mình vê hay vê tay này đấy, miết là được. Cho đúng tam giác đấy, kéo dồn hai phía xong cái tay miết luôn vào, cái kìm bỏ ra thì tay miết luôn đè vào. Tay kia mồi vít nó bắn và nhỏ keo được. Góc đấy khó thì em bắn vít đi. Đấy, bây giờ đã, thế này là đã căng rồi, góc. Đấy, hai góc mà đã căng rồi. Với bốn cạnh, cạnh thứ tư này đã căng rồi các bạn. Đấy. Vậy là đã căng rồi. Cơ bản căng rồi đấy. Mới có ba cạnh thôi. Đây, kéo nốt cạnh này đây. Cạnh này đang bị nhăn rồi. Cho biết chưa?
có khi bóc ra một tí không? Đấy. Rồi đấy. Động tác ngon ngay, thuần thục ngay. Riêng có cái cạnh be này là chúng ta phải kéo cái cạnh này trước. Tay ở đây nữa. Tay hỗ trợ. Em nó. Ui, không sao. Đấy, do anh quên hỗ trợ. Ôi, đấy, em quên rồi. Thôi, xé ra, xé ra. Anh bảo một tay phải phải căn ở cái cạnh ke này. Quên bài một phát là dở ngay. Tay em lúc nào cũng phải ke cái thẳng này. Làm thế nào là bây giờ lại tiếp đến cạnh đáy. Dán bằng keo này chúng ta phải có kinh nghiệm và quen cách xử lý đấy. Nó nhuần nhuyễn được. Mỗi người có cách xử lý khác nhau cùng cái công thức đấy, nhưng mà có khi có người xử lý khác. Có người thì căng hai cái cạnh hai bên, có người căng cạnh đáy. Hôm đấy thôi mà bắn vít hơn giờ đã quen nhỏ keo rồi. Nhỏ keo thì giữ một chút, đôi khi là sắt là khắc ăn. Ăn tay rất nhanh. Vừa thôi, xong thì nó sẽ bị các cái cạnh càng kéo rất là khó các bạn, không thể đơn giản đâu. Xong ấy là cẩn thận là nhăn ngay, khi càng quen rồi rất là nhanh dễ. Giờ em đấy là thuần thuộc rồi đấy. Đấy, có những cái mình phải dùng bằng tay thì nó không qua kìm. Đấy, ổn hơn rồi đấy, càng nét rồi đấy. Mỗi mặt hông này là hơi bị trùng nữa. Rồi, càng nét. Trên đỉnh thì nó quan trọng lắm. Mặt hông người ta nhìn thấy thì nó hơi mất mỹ quan một chút thôi. Mặt đỉnh thì càng ok rồi. Ta phải cắt một cái cạnh đi. Sau đó chúng ta sẽ xử lý cạnh bên kia gặp lại thế là ngon. Ai cầu kỳ hơn thì có thể dán hai cạnh, dán một cạnh được. Cuối cùng thì cũng đã hoàn thiện xong rồi các bạn ạ. Đấy, những cái điểm viền mình vừa hỗ trợ em đấy. Đáy này. Thì cái đáy này em chỉ cần gạt lên thôi. Cái đáy để hở cũng được mà chảy nước. Đấy. Căng thật phẳng đét, kèo. Một số lỗi phát, một số lỗi đây này. Không ấy thì mình sẽ bị căng lại. Tôi nhăn nhăn. Tôi cảm ơn các bạn đã xem dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo. Trân trọng cảm ơn. See you again next video.